Nó của em. Thế nó ra gì đâu? Nó gì anh biết đấy. Lúc nào cũng chẳng ý đến em lúc nào ấy. Thì ba hôm nay là anh đi tìm Chi em chắc là chỉ ý cho được. Trong khi nó vào bếp nó gửi đến mùi là mùi nôn đấy. Còn nghe nó hay thế à? Cái bé rồi. Chào mừng khai trương giảm giá 50%, bán app Free Fire, PUBG Mobile, Liên Quân và tất cả các loại game khác. Link shop mình xin để dưới phần mô tả nhé. Giờ các bạn, bây giờ chúng mình trở đây, chào mừng tất cả các bạn đã đi đến hộp mình. Thì ba hôm nay bọn mình tìm cái Chi ấy thì Thảo nó cứ cái quẹo luôn, quẹo kìa. Lúc này sao không biết được nó ở trong bê bẹ. Đang nấu cơm nó ngửi cái mùi trong kia nó cũng e mẹ. Không biết sao. Sao vậy? Hả? Chị Thi nó của em. Thế nó ra gì đâu? Nó gì anh biết đấy. Lúc nào cũng chẳng ý đến em lúc nào ấy. Thì ba hôm nay là anh đi tìm Chi em chắc là chỉ ý cho được. Anh bảo ở nhà thì lo hết rồi. Có sao đâu đâu? Anh đưa đi tôi ốm à? Nghe người thế nào? Mệt chứ sao? Đừng còn béo. Bé thì bị điên à? Hôm trước bảo sốt mà không đau đầu, nhưng mà xong lại còn nôn, hôm nay lại còn nôn. Hay gì đấy của anh còn nôn à? Sau khi nó vào bếp nó gửi đến mùi là mùi nôn đấy. Còn nghe nó hay thế à? Cái con bé rồi. Ở đây, ở đây. Người ta ốm rồi, bé đâu ra ở đây. Ốm nhưng mà có ấy là có đi sốt đâu. Chỉ thấy buồn nôn với cả đau bụng thôi đúng không? Nôn đấy thì chắc là con bé đâu. Đâu? Trong bụng nào coi bụng cũng to rồi. Ôi đi đâu á? Đi luôn tiếp đó. Đi đâu vậy? Có kệ cho nó. Sao nó nôn nhỉ? Nghe. Đấy. Ui. Vì sao thì đi bệnh viện đi, mẹ sợ lắm. Anh sắp được làm bố rồi. Đi. Chắc vì sao con chó rồi. Con xíu em. Gửi ra không? Gửi ra sao? Xem hay mà xem. Anh đi ra. Không, có bị, có bị. Anh chỉ để ý bên Chi thôi. Thôi bây giờ anh ơi, đi bệnh viện nhá. Đi lên bệnh viện. Không. Thế nhà cái đó mới là con được. 4 giờ đêm làm sao mới về. Thì bây giờ em gái nó đi mất tích thì bây giờ chả lo à? Nghĩ lo tất cả những người như nào? Em gái mất tích thì bây giờ chả lo cho nó thì lo trai. 4 giờ đêm mà anh mới về ngủ một tí rồi nó bảo không lo cho em. Má mẹ xong bạn chỉ muốn biết đâu anh biết được không? Anh có giúp em? Anh mua cho anh mua. Thế tối ai chăm em? Cái mổ của mình với ai? Cũng đi về cũng chẳng một lời hỏi thăm nào ấy. Biết là em gái mất tích nhưng mà người ta sắp băng thì không biết lộ, không biết đủ một lời hỏi thăm chứ. Biết sao thế này em không hiểu thế nào không? Như thế có thật sự anh được à? Cả nhà đi hết không có ai để ý đến em cả. Sao lúc đấy em không như thế em không hiểu thế nào? Bây giờ em gái của anh thì người ta nói bạn em thế nào? Ôi ít nhất cũng phải để một người ở nhà trông em chứ chả ai người, người nào ở nhà cả. Vậy thì bây giờ đưa đi tập phá đi. Mình sợ thì sao ấy? Chẳng biết sao mà chẳng có cái ốm quá không có nôn thôi. Anh đi tìm con gái của anh đi, em lo cho em được. Vậy mọi thế cũng được. Chán lắm các bạn ạ. sự bây giờ mình biết làm thế nào nữa. Mình kiểu nó thấy mình không để ý nó thì nó dỗi thế thôi. Bây giờ em gái của mình thì mất tích như mấy hôm nay mình cũng lo, cả nhà là ai cũng lo. Bây giờ không ai ngủ tôi ăn ngủ hết rồi từ mắt được một tí dậy thì nó ở nhà mình cũng biết là nó ốm rồi, loại mình cũng mua thuốc rồi, mình hôm kia thì mua thuốc cho nó uống rồi thì mình không biết là đỡ hay không. Nhưng mình thật sự bây giờ mình đang là lo lắng với em gái của mình vì phải lo cho nó nữa thì mệt lắm rồi. Thì bây giờ ở nhà mình đã bảo tự chăm sóc rồi, mình tối qua mình về mình sợ muộn quá thì mình thấy nó ngủ thì mình cũng không vào phòng nữa, mình sang phòng bên kia mình ngủ luôn. Thôi anh nhường nó tí, bây giờ nó là con gái cả nhà đi, không ai thèm để ý nó. Bình thường anh hay quan tâm ấy nó, tự nhiên hôm nay em bỏ mặc nó không ấy thì nó lại còn ốm nữa. Nó con gái là nhà nó tủi thân, nó chẳng nói thế, nó tức nó nói thế thôi, không phải ấy là gì đâu. Có phải là nó ghét chi hay là thế nào đâu, nó không hiểu cho anh đâu. Bây giờ anh cũng ấy cho nó chiều nó một tí, nó đang ốm nó kệ đấy các bạn ạ. Nói chung là bây giờ mình của mình không biết làm nào nữa thì tìm một chi tiếp các bạn ạ. Anh Hoan thì anh Hoan mình tự chưa về thôi. Mình chào các bạn, mình video đây.